Cô Hồng xin chào tất cả các con nhé. Hôm nay cô Hồng sẽ hướng dẫn và dạy cho các con chủ đề từ vựng school things, đó là chủ đề đồ dùng học tập. Bây giờ cô mời tất cả các con cùng đọc lại theo cô nhé. A book, a book, a book. A notebook, a notebook, a notebook. A pen, a pen, a pen. A pencil, a pencil, a pencil. A ruler, a ruler, a ruler. A rubber, a rubber, a rubber. A board, a board, a board. A bag, a bag, a bag. A marker, a marker, a marker. A sharpener, a sharpener, a sharpener. A highlighter, a highlighter, a highlighter. A pencil case, a pencil case, a pencil case. Crayons, crayons, crayons. Scissors, scissors, scissors. Ok, bây giờ chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nha. Cô Hồng đọc thật chậm để các con nghe đánh vần, phát âm cho nó chuẩn nhé. A book, a book. A notebook, a notebook. A pen, a pen. A pencil, a pencil. A ruler, a ruler. A rubber, a rubber. A board, a board. A bag, a bag. A marker, a marker. A sharpener, a sharpener. A highlighter, a highlighter. A pencil case, a pencil case. Crayons, crayons. Scissors, scissors. Ở đây các con thấy không? Crayons là số nhiều. Cô không có đọc ờ. Và scissors cũng vậy. Đây là dạng đi theo cặp các con. Nên mình sẽ đọc là a pair of scissors. Ở đây cô ghi chữ scissors thôi. Nhưng mà ở trong phần câu thì các con đọc a pair of scissors. Hoặc là các bạn dùng scissors một mình nhé. Ok. How many books do you have? How many notebooks do you have? I have many books and notebooks. How many bags have you got? I have what? One bag. I have got two bags. I have three pens. One is red and one and two are blue. Tôi có 3 cây bút, một cái thì màu đỏ, còn hai cái thì màu xanh. I have two pencils. Tôi có hai cái bút chì. What color is the bag? My bag is pink and green. Cặp của tớ thì màu hồng và màu xanh lá cây. I have a purple pencil case. Tớ có một cái hộp bút màu tím. I don't have a pair of scissors. Tớ không có cái kéo. I don't have a marker. Tớ không có bút bạc lông bạc trắng ha. Ở đây các bạn chú ý là a board thì mình có hai loại, là white board là bạc trắng và black board hoặc là green board là bạc đen, bạc xanh. A green board and black board thì các bạn dùng chalk phấn. Ở trong này cô không có liệt kê cục phấn ra, cô quên mất, với lại là cũng ít nhỉ. Markers là bút lông thì các bạn sẽ viết vào whiteboard là bảng trắng nhé. Ok, cảm ơn tất cả các con rất nhiều. Cô chúc các con học tốt và ngoan nhớ bài nhé. Bye bye.